Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 14 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2020. Tôi đang có mặt ở Ninh Hòa, Khánh Hòa. Hôm nay tôi xin được chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái kỹ thuật nhỏ trong cái việc trồng và chăm sóc lan đai châu. Hy vọng rằng cái kỹ thuật mà tôi chia sẻ sẽ giúp cho quý vị và các bạn chinh phục được cái cây lan đai châu để Tết hoặc là mùa xuân có được những cái tác phẩm thật là đẹp để trưng, thưởng thức, đón tiếp bạn bè và quây quần bên gia đình thật hạnh phúc. Đây là hình ảnh một cái cây đột biến thì tôi sẽ chia sẻ đến các bạn trong các cái video clip khác. Ở cái khu vực này thì có một cái bảng rất là lớn những cái cây quế. Một cái bảng rộng khoảng tầm 3 mét vuông. Còn ở đây là những cái trụ đai châu. Những cái trụ này thì có thể là người ta sẽ bán cả trụ, chắc là bao ship, hoặc là người ta sẽ bóc trụ ra để bán thành từng cây từng cây. Ở đây thì tôi thấy được là cây rất là khỏe và đều có nụ. Có lẽ là Tết năm nay sẽ rất là rực rỡ các bạn ạ. Cực kỳ là rực rỡ luôn. Nụ đây này các bạn này. Nụ. Thì có một số anh chị hôm trước là nhắn tin vào Zalo cho tôi, hỏi tôi là đai châu thì kích hoa như thế nào. Thì xin thưa với quý vị và các bạn là đai châu á, là không có kích hoa được, mà nó sẽ tự ra hoa. Nó tự ra hoa thôi, chứ mình cũng không có kích làm cái gì cả. Nó rất là dễ ra hoa, cực kỳ dễ luôn. Mình dùng phân thì chủ yếu là để cho cái cây đai châu của mình nó hoa, nó to hơn, thơm hơn, lâu tàn hơn, nhìn cần hoa nó dài hơn. Chứ không phải là mình sẽ kích hoa để cho hoa nó nở. Ví dụ như là năm ngoái nó nở vào tháng 1 âm thì sang năm nó cũng sẽ nở tháng 1 âm thôi. Nếu nó nở vào tháng 5 âm thì sang năm nó cũng sẽ nở vào tháng 5 âm. Bạn không thể nào mà làm cho một cái cây đai châu mà năm ngoái nó nở vào tháng 1 âm mà sang năm nó nở vào tháng 5 âm được, và ngược lại. Cho nên cái việc mà kích hoa ở đây ấy là không có khả năng. Vậy thì làm như thế nào để có hoa Tết chơi? Chỉ có một cách thôi các bạn, là căn nụ để mua, hoặc là đợi lúc nào nó gần nở vào dịp Tết thì các bạn đến gần Tết các bạn mua, thì các bạn sẽ có cái cây để các bạn chơi. Thì đấy, kinh nghiệm đấy các bạn. Vậy thì căn nụ như thế nào thì tôi cũng chia sẻ với các bạn như thế này. Một cái cây đai châu nó ra nụ và nó nở hoa thì từ lúc mà nhú nụ cho đến lúc mà nở thì nó dao động từ 70 ngày cho đến 110 ngày tùy vào cái nhiệt độ. Các bạn thấy nó chênh lệch nhiều không ạ? Một cái nụ nhé các bạn nhé, từ lúc mà nhú nụ cho đến lúc nở là từ 70 ngày cho đến 110 ngày. Thì nó phụ thuộc vào cái yếu tố gì? Thì tôi xin được chia sẻ với các bạn như thế này. Những cái nụ đai châu như vậy, nếu mà nhiệt độ cao, cao ở đây nghĩa là nó khoảng tầm 30 độ, 35 độ, 36, 37 độ, thì chỉ trong khoảng tầm 70 đến 90 ngày là nó sẽ nở thôi. Các bạn nhé, 7, 8, 90 ngày sẽ nở, tùy vào cây mạnh hay là cây yếu. Đấy là yếu tố nhiệt độ. Nếu mà nhiệt độ nó thấp như ở ngoài Bắc chẳng hạn, nhiệt độ thấp như ở ngoài Bắc thì có thể là xuống còn có 13, 14, 15, 16, thì có khi là phải tập 100 đến 110 ngày nó mới nở. 100 đến 110 ngày mới nở. Thì đấy, đấy là nhiệt độ thấp. Thì cái việc mà nó nở được đúng Tết hay không nở được đúng Tết ấy, là nó phụ thuộc vào cái nhiệt độ. Cái thứ hai là nó phụ thuộc vào cái độ ẩm. Ví dụ như cái độ ẩm ở đây, ở trong cái khu vườn này cao như thế này, nó vào khoảng tầm 90% đến 95%, thì cái cây đai châu nó sẽ nở sớm hơn. Có khi là nó sẽ nở sớm hơn so với lại nhiệt độ ẩm khoảng tầm 5-60%, thậm chí 40% như ở ngoài Bắc.
có những thời điểm nó rất là khô. Rất là khô như vậy thì nó sẽ làm cho cái nụ nó sẽ chậm nở hơn. Chậm nở hơn có thể là chậm hơn nhiệt độ ẩm cao khoảng tầm hàng chục ngày đấy các bạn. Rồi còn một yếu tố nữa đó là ánh sáng. Nếu mà chúng ta che ở dưới một lớp lưới như thế này. Ở đây là một lớp tôn không có lưới, nó rất là sáng. Rất sáng, rất nhiều ánh sáng. Thì nó sẽ nở sớm hơn so với lại che kín đi, cho nó ăn đủ ánh sáng để nó sống thôi. Che 2 hoặc 3 lớp lưới chẳng hạn. Thì đấy là một cái kinh nghiệm nhỏ, là càng sáng thì nó càng nhanh nở, cái bông nó càng nhanh nở. Rồi một cái cây mà nó càng khỏe, càng to càng khỏe, ví dụ như cây này rất là lớn, khỏe, thì cái nụ sẽ ngậm, ngậm nụ và nuôi nụ có khi là phải đến 100 ngày. Nhưng mà một cái cây nó yếu, nó nhỏ, cây yếu và nhỏ như này thì có khi cái nụ nó chỉ ngậm khoảng tầm 90 ngày, 80 ngày đến 90 ngày là nở. Có nghĩa là cây càng to càng khỏe thì ngậm nụ càng lâu. Đó. Rồi còn một cái yếu tố nữa là mình phải tưới nữa. Tưới nhiều thì nở nhanh nở, mà tưới ít thì lâu nở. Ngoài ra thì còn có phân nữa các bạn. Nếu mà trong cái quá trình mà nó đang ra nụ mà các bạn bón cho nó đủ lân và kali, đủ lân, đủ kali và vi lượng thì sẽ chậm nở hơn. Là thiếu chất. Đấy, thiếu chất thì nó sẽ nở nhanh nhanh hơn đấy các bạn ạ. Cho nên là mình đôi khi mình tưởng mình nghĩ ngược ấy. Rồi tưới nước ấm hay là nước lạnh nữa cơ. Ví dụ như nếu mà các bạn tưới cho cái cây này nước ấm thì nó sẽ nở sớm hơn. Đây là kỹ thuật của các nghệ nhân chơi cây cảnh đấy. Và cũng có nhiều nghệ nhân đã áp dụng sang Đai Châu và họ cũng rất là thành công. Nghĩa là họ cảm giác là cây lan của họ không thể nở đúng Tết được, mà phải sau Tết mới nở. Thì gần đến Tết họ phải tưới nước ấm một chút. Ví dụ như nhiệt độ ngoài trời nó vào khoảng tầm 13-14 độ thì người ta tưới cái nước khoảng 25-26 độ chẳng hạn. Đấy. Thì nó sẽ nhanh nở hơn. Cũng giống như cây mai đấy các bạn. Cây mai mà các bạn tưới nước ấm vào gốc ấy, nó rất là nhanh nở, nhưng mà cũng sẽ rất là nhanh tàn nhé. Và cái gì thì nó cũng có hai mặt của nó. Nếu mà một cái cây lan mà nhanh nở thì hoa sẽ nhanh tàn thôi. Bạo phát thì bạo tàn thôi. Nhanh nở thì sẽ nhanh tàn. Cây nhỏ thì sẽ nhanh tàn. Cây khỏe, cây to thì sẽ lâu tàn. Trên một thân mà nuôi nhiều hoa thì sẽ nhanh tàn, nuôi ít hoa thì sẽ lâu tàn. Và trong quá trình mà các bạn chơi hoa mà các bạn tưới nhiều quá thì nó cũng sẽ nhanh tàn. Đấy, tưới nhiều hoặc bón phân nhiều hoặc nắng nhiều thì nó cũng sẽ nhanh tàn. Cái gì cả nó cũng đều có hai mặt. Cho nên muốn giữ hoa lâu tàn thì lại phải làm ngược lại. So với lại cái việc làm cho hoa lâu nở hoặc là nhanh nở. Đấy, thì đó là cái đôi khi nó lại hơi nghịch lý một tí. Cho nên mình chỉ biết được cái chung thôi, và sau đó chúng ta chỉ cần áp dụng ngược lại là thành công. Ở trong cái khu vực mà để lan Đai Châu nó nóng quá các bạn. Tôi ra ngoài này hóng mát một chút. Bây giờ ở ngoài thì rất là gió. Nếu mà cây lan mà không được che chắn đấy, gió nhiều thì côn trùng sẽ nhiều. Cây lan cũng có thể là ít thối hơn, nhưng mà bù lại thì nó sẽ bị khô hơn. Nó bị khô thì nó rất là dễ bị rớt lá. Các bạn lưu ý là trong cái quá trình mà cây lan nó đang ngậm nụ và nó đang chuẩn bị nở ấy, là nó dễ bị rụng lá lắm đấy các bạn. Cực kỳ là dễ rụng lá luôn. Cho nên là các bạn cũng phải lưu ý. Ở đây thì các bạn ý đang bán livestream Đai Châu đây. Nếu mà quý vị và các bạn dạ. Em chào anh. Nếu mà quý vị và các bạn muốn giao lưu về lan thì liên hệ với những cái nick ở bên chỗ anh Trần Bá Ninh. Ví dụ như là trên YouTube hiện tại đang livestream kênh Thích Trồng Lan, rồi kênh Hoa Lan For You,
là hoa lan 4U đấy ạ. Và kênh hoa lan Market. Ở đây họ có rất là nhiều các cái kiểu. Tôi thì tôi cũng thích cái kiểu này. Đây là những cái cây hàng Thái. Cái cây vừa nãy tôi chia sẻ ở trên cái trụ đấy, nó là cây hàng rừng. Cây hàng rừng, đai châu rừng. Còn cái cây này là cây hàng Thái ở trong chậu này. Đó. Thì hàng Thái hay hàng rừng thì về cơ bản nó đều giống nhau thôi, chỉ là khác nhau về nguồn gốc xuất xứ và khác nhau về cái màu hoa thôi. Chứ ngoài ra thì cũng không có gì khác biệt lắm. Dĩ nhiên là khuôn bông nó phải khác nhau các bạn ạ. Thì hàng rừng này thì mình trồng thì mình đưa về mình chỉ cần kiếm một cái chậu lớn hơn, mình đặt cái chậu này vào là được. Nó cũng đơn giản hơn là cái hàng bóc trụ kia. Đặt cái chậu này vào trong cái chậu lớn hơn rồi rải vỏ thông ở xung quanh và thế là xong. Mình không cần phải chỉnh sửa gì cả và cũng không phải làm gì hết. Nhưng các bạn nhớ là hai đầu lá là hai hướng Bắc Nam nhé. Đầu lá là Bắc Nam ạ. Bắc này, Nam này, hoặc Nam này, hoặc là Bắc Nam. Trong này thì các bạn ấy đang đóng hàng. Đóng hàng để gửi. Thì các bạn cũng lưu ý là nếu mà gần đến Tết các bạn mua hàng ấy, gần đến Tết các bạn mua hàng thì đảm bảo là hoa nó sẽ nở được đúng Tết. Nhưng mà cây nó sẽ bị suy. Nở hoa thì cây sẽ suy. Còn nếu mà các bạn mua ngay từ bây giờ sớm, bây giờ còn đến 3 tháng nữa mới đến Tết chẳng hạn, thì cái hoa nó nở ra. À, cái hoa nó nở ra nghĩa là lúc đấy cái cây đã thuần ở trong vườn của các bạn được 3 tháng rồi. Thì lúc đấy hoa nó sẽ nhẹ lâu tàn hơn, bền hơn, cây sẽ khỏe hơn và ít bị rụng lá chân hơn. Có nhiều anh chị hỏi tôi là cây đai châu của Thái với đai châu rừng của Việt Nam thì cái nào thơm hơn. Thì thú thật với các bạn là tôi cũng đã thấy đai châu của Thái và tôi cũng đã thấy đai châu của Việt Nam và tôi đã tận tay thưởng thức cái hương thơm của cả hai. Thì tôi thấy cả hai cái đều thơm. Dĩ nhiên là mỗi cái nó đều thơm một cái cách khác nhau, chứ không có cái nào thơm giống cái nào cả. Nó đều thơm, chứ không có cái nào là không thơm cả. Đã là đai châu ở trong trong Nam thì người ta gọi là đai châu, ngoài Bắc thì gọi là cây ngọc điểm, ở miền Trung thì gọi là cây nghinh xuân. Gọi là cây nghinh xuân thì đều thơm cả. Còn tùy vào màu sắc thôi, có khi là màu vàng, màu đỏ bọc đô, màu hồng cánh sen, màu trắng đốm, hoặc là đai châu trắng tuyền, vân vân. Thì rất là nhiều các loại màu. Thì các bạn thích chơi theo mặt hoa thì các bạn nên chọn mặt hoa để các bạn chơi. Còn nếu không thì mình cứ mua sổ số thôi. Còn dĩ nhiên là những cái cây mà nó là hàng rừng thì nó là hoa sổ số rồi. Còn những cái cây như thế này thì nó là hàng tem, nó đã có hoa và nó đã khẳng định được mặt hoa thì mình mua mình sẽ yên tâm. Đấy, ví dụ như cây này có lẽ là cây bị lỗi này, cây bị gãy lá là cây bị lỗi thì người ta sẽ bán với một cái mức giá nó khác. Còn những cây mà nó không bị lỗi thì giá chắc là sẽ khác. Cây này tôi thấy người ta ghi chỗ này là đỏ sắc pháo, có lẽ đây là đai châu hoa đỏ màu sắc pháo, đỏ màu đỏ. Ở đây tôi thấy người ta đang đóng hàng và người ta bao ship. Khách hàng có nhiều kiểu lắm. Mỗi người sẽ thích một kiểu tùy vào điều kiện kinh tế để họ có được những cái đồ chơi khác nhau. Có nhiều cái đồ chơi khác nhau. Cây đai châu thì thực ra nó rất là khỏe các bạn ạ. Ở chỗ này là nó bị gãy đôi này. Có mỗi hai cái lá thôi. Thế mà nó vẫn sống. Vẫn sống và vẫn ra rễ. Không chết. Và cây cái cọng ở bên dưới nó lại nảy ra một ra mầm. Thì nếu mà giả sử các bạn nó bị gãy thì các bạn chỉ cần là chấm vôi vào cái đầu vết gãy này, sau đó các bạn đặt ở trên một cái chỗ nào đó nó thoáng mát và nó hơi ẩm một chút thì khả năng là nó sẽ nảy mầm đây các bạn ạ. Nếu mà các bạn mua đai châu rừng về các bạn muốn làm những cái trụ khủng thì đây cũng có thể là một cái cách. Mình
mình trồng trên một cái trụ lớn như thế này. Chúng ta chỉ cần đóng một cái đinh, đóng một cái đinh vào trong cái cục gỗ. Ồ, cái này nó bị thối nhũn rồi đây các bạn. Chỗ này có lẽ là ẩm quá, không còn nắng. Đóng đinh vào cái trụ gỗ, đóng đinh vào trụ gỗ, sau đó mình buộc cái cây đa trâu vào. Dĩ nhiên là mình phải bọc nhựa nhé. Đây này, bọc nhựa đây các bạn này. Bọc nhựa. Cái này là thối nhũn. Thì cái thối nhũn như này các bạn tốt nhất là các bạn cắt, sau đó các bạn bôi vôi vào vết cắt, chứ không có thuốc để chữa đâu ạ. Tôi ngày trước lan đai trâu của tôi cũng bị bệnh như này. Tôi lên trên Google, tôi lên trên YouTube, tôi gõ lan đai trâu bị thối nhũn. Thì cái thối nhũn nó vi khuẩn này, người ta có nói là dùng stanner, rồi dùng poner, rồi dùng một số các cái hoạt chất streptomycin, rồi vân vân các kiểu thuốc kháng sinh phun vào. Nhưng mà thực sự các bạn chẳng có hiệu quả gì mấy. Tốt nhất là cắt rồi vứt thôi. Thì cái trụ này là một cái trụ đã rất là cũ rồi. Và có lẽ là sắp tới người ta sẽ bóc trụ này, bóc cây trong trụ này ra và bán theo cây, bán theo ký hoặc bán theo cây. Thì đó là một số những cái kinh nghiệm, một số những cái kỹ thuật. Chị em ăn cơm rồi nghỉ ngơi rồi, bây giờ anh mới đi ăn. Không thèm nghỉ luôn, ở lại phé. Đi dùm em đi chứ. Ở đây thì các bạn ấy đang livestream để các bạn đang bán một số hàng. Rồi, chúc mừng anh Chu Văn, cái con này siêu đẹp luôn mà. Đấy, thì những cái cây lớn như này thì các bạn cũng có thể là mua về để làm những cái tác phẩm siêu khủng. Đấy, hoa này, 4 vòi hoa trên một cây. Cái này là một mẹ đẻ ra được 2 này, 4 con, 5 con. Một mẹ đẻ 5 con. Thì những cái cây đai trâu mà mẹ bồng con ấy, mẹ bồng con thì giá trị của nó sẽ cực kỳ là cao luôn các bạn. Cực kỳ cao luôn, giá trị rất cao. Các bạn ý bán hàng từ trưa đến giờ đấy ạ. Đấy, đây là những cái đơn hàng mà một bạn ở đằng kia mới bán được xong. Tôi đến đây bị muộn mất một ngày. Anh Ninh anh kể là cách đây một ngày mới nhập về một container và bán hết sạch, bán gần hết trong vòng một ngày. Tôi đến muộn mất một ngày cho nên là không còn thấy được nhiều hàng nữa. Ngày mai, chắc là ngày mai hoặc ngày mốt lại nhập. Thì cứ mấy ngày lại nhập một công vậy đó các bạn. Chỗ này thì có cái cây này nó bị cháy nắng này các bạn này. Cũng có một số cô chú và anh chị nhắn tin hỏi tôi là cây nó bị như này, bị bệnh gì. Các cô chú anh chị và các bạn nhìn kỹ nhé. Cây này nó không bị bệnh gì cả. Cây này nó bị cháy nắng, bị bỏng đấy ạ. Có nghĩa là trong cái giàn cũ của người ta đó, người ta che lưới, có thể là hai lớp lưới, xong rồi về giàn nhà mình cho nó ăn nắng trực tiếp, hoặc là ăn nắng một lớp lưới, thế là nó bỏng, nó bỏng và nó cháy như vậy. Thì anh chị có thể lấy nha đam bôi lên, giống như là người bị bỏng đấy, mình lấy nha đam ấy, cái cây lô hội đấy ạ, cái chất nhớt nhớt của cây lô hội mình bôi lên, nó sẽ đỡ, chống viêm và làm dịu, làm lành cái vết thương. Không có thuốc chữa đâu ạ. Còn nếu mà anh chị mua đai trâu về, tốt nhất anh chị nên hỏi cái người bán ấy là đầu tiên họ để ở đâu, họ treo ở chỗ nào. Ví dụ như những cây đai trâu này là người ta đang treo ở, đang để ở dưới một lớp lưới rất là nắng, đang ở dưới một lớp lưới. Thì mình mang về mình có thể là để ở dưới một lớp lưới hoặc hai lớp lưới. Nhưng nếu cây đai trâu của người ta đó mà các anh chị mua về, các anh chị thấy nó xanh đét là đẹp luôn, xanh mỡ luôn, chứng tỏ là nó ở chỗ người ta nó ăn ít nắng, thì mình cũng nên cho nó ăn ít nắng. Sau đó muốn cho nó ăn nhiều nắng thì mình sẽ tập dần dần, đưa cái cây ra nắng dần dần, thì cây nó sẽ quen dần dần với lại cái nhiều nắng. Nó quen dần dần với nhiều nắng thì nó sẽ chịu được nắng. Chứ còn đưa cái bụp một phát ra nắng luôn thì đảm bảo là nó sẽ bị bỏng, nó sẽ bị cháy. Để tôi xem nào. Cái bạn này, bạn ấy đang bán hàng.
xem bạn ấy bán như thế nào các bạn nhé. Rồi anh chị là chốt cho em màu đỏ lai đỏ sắc phéo. Màu đỏ lai đỏ, đây là màu đỏ sắc phéo cho em nè anh chị mình nha. Màu đây là màu đỏ sắc phéo nè. Rồi, đây là màu, đó là màu đỏ sắc phéo đúng không? Rồi em mở cho anh chị mình xem, đây là mặt khoa của màu đỏ như thế này anh chị mình nha. Đây là mặt khoa của màu đỏ như thế này nè. Đó, lá nít xếp rụt cho anh chị mình luôn, tới 7 cặp lá nè. 2, 4, 6, 7 cặp lá và một lá đi ngọn cho anh chị mình nha. 7 cặp lá và một lá đi ngọn cho anh chị mình luôn nè. Đó, và bảng lá cho em là gần, bảng lá gần 8 sen được không ạ? Bảng lá gần 7 sen, sorry. Bảng lá gần 7 sen kem, 6,8 sen kem anh chị mình nha. Tới 7 cặp lá luôn và một lá đang đi ngọn. Từ 820 em giảm cho anh chị mình còn có 620.000 thôi, em bao ship anh chị mình nha. Miễn cái tiền ship cho anh chị mình luôn thì tính ra anh chị mình mua cái chậu này nè. Bây giờ anh chị mình đặt trên line nè. Đó, thì em bao ship cho anh chị mình luôn, chỉ còn có 620. Thì cứ trừ đi cái tiền ship cho anh chị mình mua cái chậu này cỡ nhiêu ạ? Cái chậu này anh chị mình mua cỡ tầm 560 là hết đắt thôi. Thật sự luôn á, cỡ tầm 560, 570.000 là hết đắt thôi. Tại vì bên em đã chịu tiền ship cho anh chị mình rồi đúng không? Và chậu này nè, thì nếu mà tới cái tầm mà tháng 10 âm lịch, tới tầm tháng 10 âm lịch đó mà chốt 330 kem phô mai hả? Kem phô mai chốt thì 330 vậy chị? À, 3 chậu 330, ok, chốt cho kem phô mai nha. 3 chậu chất Mỹ này là 330 nè. 3 chậu chất Mỹ này là hàng gieo hạt nha. Em không có chắc chắn được là cái mặt khoa là như thế nào nha. Đó, 330 cho 3 chậu. Rồi em chào kiểu hộp nè. Cái này nè, cái chậu này nè là màu đỏ ra thay đỏ. Công nhận là bên công ty anh Trần Bá Ninh làm bài bản chuyên nghiệp thật các bạn ạ. Vẫn rất là quy mô nữa. Là một cái quy mô và là một cái gì nhỉ? Một cái hệ thống. Một cái hệ thống nó rất là bài bản, rất là chuyên nghiệp. Từ khâu nhập hàng cho đến là khâu bán hàng rồi chốt đơn hàng. Đó thì từ nãy giờ tôi cũng dẫn quý vị và các bạn đi một vòng chuyên đề về cây đai châu. Có thể nói là từ A cho đến Z luôn. Tôi tính là làm một cái clip về kỹ thuật trồng và chăm sóc lan đai châu. Thì bây giờ tôi sẽ phải đi chuẩn bị. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để đón xem cái video clip đấy. Clip này đã quá dài rồi, cho nên là tôi sẽ không thể nào mà tôi làm cái khúc gọi là trồng và chăm sóc lan đai châu nữa. Vì cái kỹ thuật trồng nó rất là dài, nó phải nửa tiếng đồng hồ lận. Quý vị nhớ đăng ký kênh và chào đón những cái video clip khác nha. Xin được hẹn quý vị và các bạn trong các clip sau ạ.